Tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị, số khổ ám cả trên phim lẫn đời thường, ngoài đời là đại tá quân đội. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, nhưng dường như vì diễn quá nhiều các vai khổ nên cái khó đã vận vào cuộc đời ông. Quốc Trị tên thật là Nguyễn Văn Trị, là một diễn viên nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam. Ông đã được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hơn 40 năm, hoạt động trong lĩnh vực sân khấu quân đội. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng và giành được nhiều thành tích cao trong điện ảnh. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị sinh ra trong một gia đình đông anh em. Năm 16 tuổi, ông đã phải tự sống tự lập. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông nhanh chóng tan vỡ và phải sau 10 năm ông mới quyết định tái hôn. Những tưởng cuộc sống về già sẽ yên ả, nhưng còn 2 năm nữa ông mới nghỉ hưu thì được tin vợ của ông bị bệnh nặng. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị tên thật là Nguyễn Văn Trị đã có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật ở sân khấu kịch quân đội. Vào đoàn kịch nói của Tổng cục Chính trị vào những năm 1973 đến năm 1975, ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh cùng với vai diễn đầu tiên là anh lính Mộc trong vở kịch Chị Nhà. Vai diễn này đã tạo cho tôi yêu nghề, sự gắn bó và động lực phấn đấu trên con đường nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị ngoài đời thường nhớ về những kỷ niệm của thời kỳ khói lửa. Với ông, gian khổ nhất có lẽ vào những năm 1977-1978 khi tham gia chiến dịch Tây Ninh, phục vụ bộ đội biên giới Tây Nam. Ông vào vai thục trong vở Đại đội trưởng của tôi để lại ấn tượng nhất với chính ông. Ngày đó, buổi chiều các chiến sĩ vẫn tham gia đánh địch, buổi tối ngồi chật kín quanh thửa ruộng xem kịch. Nghệ sĩ và chiến sĩ dường như không có ranh giới, họ cũng chịu gian khổ, thiếu thốn, không có nước tắm, tạo gạo không đủ, phải ăn bo bo cùng bộ đội. Tuy vậy, các nghệ sĩ vẫn đem hết sức để diễn phục vụ cho các chiến sĩ. Ở đâu có bộ đội, ở đó có văn công. Suốt 2 tháng trong năm 1979, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị đã cùng anh chị em nghệ sĩ đi dọc 6 tỉnh miền biên giới phía Bắc diễn vở kịch đêm và ngày. Ông là người nước ngoài đầu tiên được nhận giải của hãng phim truyền hình KBS của Hàn Quốc với vai người lính đặc công trong bộ phim Mùa săn tôm hùm. Nghệ sĩ Quốc Trị chia sẻ, trong phim này màu sắc nhân vật đã thuyết phục được ban giám khảo bởi hình tượng người chiến sĩ cách mạng có lòng vị tha, mang tính dân tộc cao. Ông phải quay một cảnh độc thoại kéo dài 5 phút không được nhắc lời. Đó là một trường đoạn đòi hỏi người diễn viên phải có một sức sống nội tâm cộng với diễn biến tâm lý tốt. Những cảnh này hầu như diễn viên nào cũng sợ, nhưng Quốc Trị đã thành công ở ngay lần quay thứ 2. Tất cả những gian khổ ấy chính là động lực, là vốn sống cho những vai diễn về hình tượng người lính sau này của Quốc Trị. Những vai diễn luôn gần gũi với bộ đội, nhân dân, được mọi người quý mến, trân trọng. Chính ông cũng tự thấy những vai đậm chất lính là thế mạnh của mình. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị cũng có một chia sẻ khá thú vị là gần đây ông thích làm những nhân vật có chất hài kịch, dù bi kịch mới là thế mạnh. Vai ông Cân bán cháo lòng trong bộ phim Những công dân tập thể chính là một chất hài mà ông thể hiện được nhiều khán giả yêu mến. Sân khấu cuộc đời rất khó diễn tả. Quốc Trị bảo, sân khấu cuộc đời rất khó diễn tả. Với anh, một vai diễn đều phải xuất phát từ vốn sống của cuộc sống, của đời thực, phải chiêm nghiệm trong cuộc đời của chính bản thân diễn viên cùng với sự quan sát có chọn lọc của người nghệ sĩ trong cuộc sống. Kiến thức như một ô ngăn kéo, đọc mỗi kịch bản, tôi lại phải lục ngăn kéo tìm cái hay, cái dở, điển hình của nhân vật, phải cảm thụ sau đó mới có thể có lối diễn như thật trong cuộc sống. Diễn viên trong quân đội sẽ có những khuôn phép nhất định. Mình phải xác định được trách nhiệm của người nghệ sĩ, chiến sĩ, lối sống không bon chen, không quỵ lụy ai, biết trân trọng mọi người, sẵn sàng đón nhận mọi gian khổ và sống giữa đời, không ngại ngần. Tất cả được phản ánh qua nhân vật, luôn bênh vực, nói hộ những tầng lớp lao động trong xã hội. 40 năm trong nghề, diễn tất cả các vai ở nhiều khía cạnh, thế nhưng vẫn có những vai mà người nghệ sĩ tài năng này như ông thấy khó. Điển hình là vai Kenin
trong vở Thánh của các vị thánh, một vở kịch của Nga. Lúc này Quốc Trị phải diễn làm sao cho ra đúng chất của một người công dân Nga, một đất nước mà ông chưa bao giờ đặt chân tới. Nhưng may mắn là từ nhỏ, khi bước chân vào nhà hát, văn học của Nga đã đến với ông là một niềm đam mê. Những mẫu nhân vật trong các tác phẩm Nga hình thành trong đầu. Qua những tác phẩm văn học của Nga, ông nhìn thấy một xã hội Nga, những người lính Nga khá gần gũi với người lính Việt Nam, cùng chung lý tưởng, lòng nhân hậu. Tuy nhiên, ông là người châu Á, phải chọn cách diễn có chiều sâu tâm lý, ứng xử từ hành động, tiếng nói và quan trọng nhất là nội tâm phải đạt được. Có như vậy mới kéo được người xem gần gũi với nhân vật. Ngoài sân khấu kịch, nhiều vai diễn trên phim của Quốc Trị đã ghi dấu ấn với nhiều khán giả, từ trẻ đến già. Chẳng thế mà tới cổng nhà hát quân đội, vừa hỏi gặp Quốc Trị, một thanh niên cười hỏi: "Quốc Trị bán cháo lòng phải không?" Ngoài ra, nhân vật như người bán thịt chó của vai Bường trong phim Những Người Thợ Xẻ, rồi hình tượng nhân vật phản diện, hình tượng người đàn ông vũ phu, ít học, cục cằn, đã tạo dấu ấn vô cùng sinh động với khán giả. Hơn chục năm trở lại đây, trung bình 2 năm, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị mới đóng một vai chính. Ông bảo đóng vai phản diện khó hơn, bởi phải căm ghét, phải va chạm, thâm nhập thực tế, trong khi bản chất của cuộc sống của ông không phải như vậy. Cũng có nhiều người hỏi Quốc Trị rằng tại sao không chọn những vai sung sướng, chẳng hạn như một đại gia, một anh giám đốc. Ông bảo nếu mình có ý định, mục đích để nghiên cứu, thực hiện thì những vai diễn ấy không quá khó. Tuy nhiên, tự Quốc Trị cũng cảm thấy hình thể của mình không phù hợp. Ngoài công việc của nhà hát quân đội, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị còn dành thời gian tham gia giảng dạy lớp liên thông đại học, cao đẳng truyền hình ở khoa diễn viên, đạo diễn. Chia sẻ rất nhiều về nghề, lúc nào Quốc Trị cũng xác định ông là một nghệ sĩ, chiến sĩ với trách nhiệm dìu dắt thế hệ diễn viên trẻ về kiến thức chuyên môn trên mặt trận văn hóa nghệ thuật. Người nghệ sĩ ấy cũng luôn trăn trở về vấn đề kịch bản hiện nay. Ông cho biết, giá như có nhiều kịch bản hay, sâu sắc, mang hơi thở thời đại thì không chỉ bản thân tôi được thể hiện mà lớp trẻ cũng có điều kiện thể hiện. Nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay có tài nhưng chưa được tạo điều kiện, kể cả lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Người nghệ sĩ phải đạt được vai diễn chứ không đơn thuần là thực hiện vai diễn. Phải có những nhân vật như là một sự thách đố, đó chính là mảnh đất để nghệ sĩ bộc lộ tài năng. Năm 1984, Quốc Trị đạt huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quân với vai Biệt Động Cờ Ho trong vở Thành Phố Lặng Gió. Năm 1990, ông đoạt huy chương bạc cho vở Mười Đóa Phong Lan. Từ năm 1992, Quốc Trị bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và đoạt giải nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1999. Giải diễn viên nam xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12. Ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2001 và đặc biệt Quốc Trị là diễn viên kịch duy nhất của quân đội nằm trong số 74 nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 7 của Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch năm 2012. Nhiều năm nay, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị bỏ hẳn công việc đóng phim để dành thời gian chăm sóc vợ bị ung thư phổi. Hai cô con gái đã đi lấy chồng. Nhà không thuê người giúp việc nên mọi công việc nội trợ, chăm sóc vợ đều vào tay anh. Đã thế, gần đây Quốc Trị còn đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu. Bận lu bù với việc nhà, việc cơ quan, nhưng người đàn ông này vẫn lo liệu mọi việc êm ru. Ông bận rộn tất tả đi lại từ nhà ra bệnh viện Bạch Mai, rồi đến nhà hát kịch nói quân đội. Từ làm ông nội trợ, làm xe ôm cho vợ, đến trợ lý cho bác sĩ, việc gì Quốc Trị cũng hoàn thành. Nhiều việc cùng lúc dồn lên vai người nghệ sĩ đã bước qua tuổi ngũ tuần, khiến gương mặt anh vốn đã khắc khổ, giờ thêm khắc khổ hơn. Quốc Trị nói rằng, nhà có hai cô con gái nhưng lại lấy chồng và ở xa nên tôi vẫn phải xác định mình tự lo là chính. Khó khăn nhưng tôi vẫn gắng sức, miễn sao cho vợ tôi cảm thấy được chăm sóc, thương yêu hết mực. Các con yên tâm công tác, lo cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Hơn một năm, vợ mắc bệnh nan y, ông từ chối mọi lời mời đóng phim.
quốc trị không đi diễn đồng nghĩa với việc thu nhập không còn dư giả, trong khi chi phí điều trị bệnh cho vợ anh rất tốn kém. Dù ăn lương đại tá quân đội và bảo hiểm đã chi trả một phần, nhưng khó khăn về kinh tế mà quốc trị đang gặp phải là điều khó tránh khỏi. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, sự động viên của người thân, ông vẫn đang cố gắng để vừa làm tròn vai trò trụ cột gia đình, vừa đảm nhiệm trọng trách của một diễn viên gạo cội trong nhà hát. Vai diễn nào của quốc trị cũng lôi thôi, lếch thếch, từ anh bán cháo lòng tiết canh cho đến ông đạp xích lô. Trên phim ảnh cũng như các vở kịch nói, dường như chưa bao giờ quốc trị được ăn sung mặc sướng trên phim, trên kịch, đến nỗi bạn ông, một doanh nhân thành đạt từng vỗ vai quốc trị mà rằng: "Sao ông cứ đóng mãi vai khổ thế? Không chuyển sang làm cái gì đó tươi mới hơn được à?" Quốc trị đáp: "Nhờ các vai diễn mà tôi đã được sống nhiều hơn cuộc đời trong một cuộc đời. Dù là khổ đi nữa, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Nhưng dường như vì diễn quá nhiều các vai khổ nên cái khó đã vận vào cuộc đời ông. Sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em, 16 tuổi quốc trị đã bắt đầu cuộc sống tự lập. Hôn nhân đầu tan vỡ, mãi đến 10 năm sau quốc trị mới tái hôn. Khi chỉ còn 2 năm nữa sẽ nghỉ hưu, quốc trị lại đón nhận tin dữ về bệnh tình của vợ." Ông buồn buồn kể: "Âu cũng là cái số, tôi có tránh cũng không thoát được cái khổ. Đi qua làm lũ, biến cố trong cuộc đời, quốc trị còn có cái nhìn ân ái và bình thản trước mọi việc. Là nghệ sĩ duy nhất của nhà hát kịch nói quân đội được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, quốc trị được sự tín nhiệm của ban giám đốc nhà hát. Vở diễn nào cái tên quốc trị cũng được nghĩ đến đầu tiên, nhưng ông đều tìm cách từ chối, nhường đất cho các diễn viên trẻ. Chỉ những vở không còn đường lui, ông mới xuất đầu lộ diện. Có lẽ nhờ lối sống khiêm nhường đó mà quốc trị đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của lớp diễn viên trẻ." Nhắc đến hai từ bố già, có lẽ nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ đến Trấn Thành, danh hài đã quá nổi tiếng với sản phẩm điện ảnh vô cùng thành công Bố Già. Tuy nhiên, với màn ảnh Việt, có lẽ không ai khác ngoài nghệ sĩ nhân dân quốc trị phù hợp hơn cho một cái danh này, bởi trong suốt hàng chục năm theo đuổi nghiệp diễn, đã không ít lần nam nghệ sĩ xuất hiện trên sóng truyền hình trong cảnh khổ sở gà trống nuôi con. Điều này phần nào khiến cho sự nghiệp của nam nghệ sĩ kỳ cựu trở nên vô cùng đặc biệt với khán giả truyền hình. Bộ phim Mùa Hoa Tìm Lại. Trong bộ phim Mùa Hoa Tìm Lại, nghệ sĩ nhân dân quốc trị vào vai bố của Đồng, tức Duy Hưng, và Núi, tức Đức Anh. Ông không sống gần hai anh em Đồng, nhưng luôn lo nghĩ hết lòng cho hai cậu con trai. Nhân vật của nghệ sĩ nhân dân quốc trị trong tác phẩm này có tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy và có phần cục xúc. Mặc dù khó tính, khó gần là thế, nhưng sau tất cả, ông chỉ muốn dành những điều tốt đẹp cho con, cho cháu mình mà thôi. Ban đầu, chính bố Đồng đã cản trở chuyện tình của con mình và Lệ. Bởi bố Đồng lo cho anh đi thêm bước nữa thì cháu gái mình sẽ phải sống trong cảnh mẹ ghẻ, con chồng rồi chịu nhiều tổn thương. Thế nhưng sau cùng, khi nhận ra được sự lương thiện và tấm lòng của Lệ, bố Đồng đã đồng ý để cô đến với con trai mình. Sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân quốc trị ở tác phẩm này không nhiều, chỉ ở hai tập cuối phim thôi, nhưng đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên sức hấp dẫn và giá trị nhân văn cho phim. Bộ phim Ngày Mai Bình Yên. Ngày Mai Bình Yên là bộ phim lấy bối cảnh đại dịch Covid. Trong phim, nghệ sĩ nhân dân quốc trị vào vai ông Đại. Ông có cậu con trai là Chiến và ông Phát. Ông Đại sống ở quê, có tính cách nóng nảy, hơi lạc hậu và tự ái cao. Cũng vì thế mà ông Đại nhiều lần hiểu lầm, trách oan vợ chồng ông Phát cùng với người bạn già, tức là bà Tâm, do nghệ sĩ nhân dân Lan Hương thủ vai. Ông Đại đã mang đến cho bộ phim nhiều khoảnh khắc thú vị. Nhân vật của nghệ sĩ nhân dân quốc trị trong phim khiến khán giả nhiều lần tức xỉu khi xem, vì vừa nắm bắt thông tin sai lệch, vừa vô ý thức trong phòng chống dịch bệnh lại còn trách mắng con cái. Thế nhưng sau tất cả, ông Đại cũng dần được hiểu chuyện, từ đó mang đến như nhiều bài học thực tế cho khán giả. Bộ phim Phố Trong Làng. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân quốc trị lại tiếp tục tái xuất màn ảnh với bộ phim
Phố trong làng. Nam nghệ sĩ vào vai bố của Đông do Đức Hiếu thủ vai. Cậu con trai của ông là một cán bộ công an vừa từ tỉnh chuyển xuống xã Tân Xuân làm việc. Bố của Đông rất yêu thương con trai và lo lắng cho cậu hết mực. Thế nhưng sự quan tâm của bố Đông lại có phần thái quá, dẫn đến việc Đông cảm thấy mất tự do, bị kiểm soát. Ông còn lặn lội đến tận trụ sở của Đông làm việc, mua đủ thứ đồ đạc để trang bị cho con. Thấy Đông sống trong căn phòng quá đỗi đơn sơ, vì thương xót con, ông liền đi gặp chủ tịch xã nói chuyện, khiến Đông cảm thấy ái ngại với đồng nghiệp và mọi người ai nấy đều khó xử. Thậm chí bố Đông còn nói sẽ tìm đường lo lót cho cậu trở về tỉnh để có cơ hội thăng tiến trong công việc hơn. Điều này làm các fan của cặp Đông Hải vô cùng lo lắng, vì chuyện tình của họ mới bắt đầu chưa bao lâu đã thấy mùi xa cách. Có thể nói thấy, chẳng những liên tục vào vai gà trống nuôi con, mà tính cách của các nhân vật do nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị đảm nhận cũng khá giống nhau, hơi bảo thủ và có phần khó hiểu. Dù gì đi nữa, nó vẫn là một ông bố đầy tình thương dành cho con trai mình, xứng đáng với cái danh bố già của màn ảnh Việt.